Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi hôm nay. Nga kiểm soát hoàn toàn Veseloy ở Ukraine. Kênh V3 đưa tin cuộc tấn công của Nga tiếp tục theo hướng Sivis. Hôm 18 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin về việc họ đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Veseloy thuộc thành phố Ukraine, tỉnh Donetsk. Trên thực tế, ngôi làng đã được Nga chiếm giữ trước đó khi Ukraine rút lui. Giờ đây, sự chú ý của Bộ Chỉ huy Nga đang tập trung vào việc chiếm giữ các cao điểm chiến thuật gần ngôi làng nhằm mở đường tới Rasdolovka và Fedorovka. Pháo binh Nga đang bắn chuẩn bị ở Spoknoye để làm mềm chiến trường cho bộ binh xung phong và về phía bắc, lực lượng Moscow đã tiến vào khu vực Belogorovka, giành được quyền kiểm soát một số trận địa của Ukraine. Theo kênh Suri Maps, ở Nam Sivis, sau khi chiếm giữ được các ngọn đồi phía đông bắc trước đó, lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát được làng Sivilloye khi quân đội Ukraine rút lui về phía những ngọn đồi phía tây bắc, nơi có một loạt công sự Việc chiếm giữ VCloe là thành công đầu tiên của Nga trong năm nay, trên một mặt trận hầu như không thay đổi đáng kể từ tháng 5 năm 2022. Mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga sẽ là chiếm được tuyến phòng thủ rất phức tạp có địa hình chống trải, với chiều sâu từ 4 tới 5 km để di chuyển các trận địa tới cách Seves vài km, nơi được củng cố nghiêm ngặt. Bộ chỉ huy Ukraine trên mặt trận này đã thể hiện năng lực phòng thủ kiên cường, ngăn chặn đối phương tấn công từ nhiều hướng. Với tuyến phòng ngự kiên cố đã chuẩn bị trước, lực lượng Kiev có thể sẽ khiến Nga gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Nga tiến nhẹ ở Bakhmut, Avdiivka. Nga đang tiến hành các trận tấn công vào các khu lâm nghiệp trên đường tới Chasovya ở tây bắc Bakhmut thuộc khu vực Bogdanovka. Lực lượng của họ theo một số báo cáo đã tiến được 300 mét, trong khi tại sườn nam gần Kretchivka, quân đội Nga đã chiếm giữ được một số thành trì của Ukraine bất chấp nỗ lực phản công của đối phương. Kênh Duy đưa tin ở Avdiivka, quân đội Nga đang tấn công Pervomaiskoye và phía đông nhà máy than cốc và hóa chất đánh bật lực lượng Kiev khỏi một số vị trí. Có những trận chiến diễn ra trên lãnh thổ của khu nông nghiệp Ivuska 2 và gần Stepovoe. Theo một số báo cáo, do tình hình khó khăn, Ukraine đang có kế hoạch rút lui về Berichi. Theo kênh Suri tình hình phía nam Abdiyevka, Nga bắt đầu các cuộc tấn công vào các vị trí cuối cùng của Ukraine ở khu vực Vinogradniki. Có thông tin cho rằng Nga đã chiếm được những chiến hào đầu tiên, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức. Sau những nhà nghỉ mùa hè này, chỉ còn lại Saska Ukota là thành trì cuối cùng ở phía nam Abiyipka, trước khi chính thức bắt đầu các trận chiến trong nội thành. Donetsk, Ukleda và Zabrychia giao tranh ác liệt. Theo kênh Riba, trên hướng Donetsk, cuộc tấn công của Nga về hướng Kurakovo vẫn tiếp tục. Các cuộc đọ sức tiếp tục diễn ra gần Boveda và họ đã tiến được phần nào ở phần phía đông làng Kerogepka. Ở Ukleda, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra gần Solenenskaya và theo hướng Vodianoye cũng như đối với Novo Mikhailovka. Ở hướng Zabritsia, tình hình dọc theo chiến tuyến không có gì thay đổi, tuy nhiên cường độ cuộc đấu pháo ngày càng tăng, đặc biệt các đơn vị Nga đã tích cực sử dụng pháo binh và UAV tấn công các vị trí tiền tuyến của đối phương. Ngoài ra, không quân Nga ném bom các khu tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở Vepovoye. Ukraine không từ bỏ đầu cầu Green Key ở Kherson. Kênh Riba cho biết, tình hình tại khu vực làng Green Key ở Kherson vẫn ngày càng căng thẳng, nơi lực lượng Moscow không thể đẩy lùi các đơn vị đối phương. Bất chấp các báo cáo xuất hiện vào ngày 11 tháng 1 về việc treo cờ Nga trong làng, việc đưa Green Key trở lại quyền kiểm soát của Moscow vẫn còn là một chặng đường dài. Vào ngày 17 tháng 1, sau hai nỗ lực tấn công, các nhóm xung kích Nga đã xâm nhập vào ngôi làng từ phía tây và từ phía nam, tuy nhiên họ rơi vào tầm ngắm của UAV và pháo binh Ukraine nên không thể có được chỗ đứng vững chắc. Thực tế là tình hình đang thay đổi là không thể phủ nhận, Nga đang có những bước tiến rõ rệt, việc cung cấp hậu cần trong làng bị gián đoạn nên chỉ còn khoảng 80 chiến binh thuộc đơn vị phòng thủ lãnh thổ và đơn vị thủy quân lục chiến Ukraina vẫn ở Krinki. Vào ngày 18 tháng 1, không quân Ukraina một lần nữa hoạt động dọc theo tiền tuyến của Nga ở khu vực lân cận khu định cư gần như đã bị san phẳng. Trong khi đó, các cuộc tấn công được Nga tích cực tiến hành nhằm vào các điểm tập trung của đế phương ở hữu ngạn vùng Kherson, đặc biệt tại làng Tiakinga, theo một số nguồn tin, xe bọc thép Ukraine đã bị bắn trúng. Ngoài ra, còn có thông tin về việc Nga tập kích thành công điểm triển khai của Ukraine nằm tại khách sạn Greenstone ở Kherson. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hơn 110 cuộc đụng độ tập trung tại Avdiivka. Udenska Pravda đưa tin báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 18 tháng 1 cho biết trong ngày, 114 cuộc đụng độ đã diễn ra, chủ yếu tại Abdiivka. Nga phóng một tên lửa, thực hiện 48 cuộc không kích và 38 cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua, không quân Ukraine đã không kích vào 5 khu vực tập trung nhân lực khí tài, trang thiết bị của đối phương, lực lượng tên lửa tập kích nhiều điểm kiểm soát của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã để lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kubian, Liman, Bakhmut, Abdiivka, Marinka, Saktarsky và Zabrychia đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro khi triển khai 11 đợt tấn công nhưng bất thành. Tổng thống Biden bình luận về cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội Mỹ về hỗ trợ Ukraine. Sky News đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ để thảo luận về viện trợ cho Ukraine và việc bổ sung luật an ninh quốc gia, nói rằng phần lớn chính phủ Mỹ ủng hộ viện trợ thêm cho Ukraine nhưng một thiểu số nhỏ lại phản đối. Ông Biden nói, Tôi nghĩ đại đa số thành viên quốc hội ủng hộ viện trợ Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu một thiểu số nhỏ có tiếp tục trì hoãn viện trợ hay không? Đó sẽ là một thảm họa. Ông Zelensky, chúng tôi cần các biện pháp trừng phạt đầy đủ với Moscow. Udenska Pravda đưa tin trong bài phát biểu qua video tối ngày 18 tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga tiếp tục sử dụng hàng chục linh kiện quan trọng để sản xuất tên lửa, do đó cần có phản ứng chủ động đối với mọi trường hợp lách lệnh trừng phạt. Ông nói, chúng tôi tiếp tục liên lạc với các đối tác của mình về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tất cả các đại diện ngoại giao của chúng tôi phải trở nên tích cực hơn để các đối tác phản ứng tích cực hơn. Trước mọi trường hợp lách lệnh trừng phạt của Nga, theo ông, tất cả tên lửa của Nga đều chứa hàng chục bộ phận quan trọng được sản xuất ở nước ngoài. Nhiều bộ phận trong số đó do các công ty ở thế giới tự do sản xuất. Tổng thống cho biết hôm nay đã có báo cáo về vấn đề này từ người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Alexander Divinenko với những sự thật rõ ràng. Pháp sẽ cung cấp thêm lựu pháo Caesar, bom dẫn đường cho Kiev. Kiev Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Le Cognier hôm 17 tháng 1 cho biết, các nhà sản xuất khí tài của nước này sẽ sản xuất 78 khẩu pháo tự hành Caesar vào đầu năm 2025 để cung cấp cho Ukraine. Tin tức này được công bố theo sau thông báo của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Pháp sẽ gửi cho Ukraine 40 tên lửa tầm xa Scorpion cùng với hàng trăm quả bom. Ông Macron dự kiến sẽ ký một thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào tháng tới khi thăm Kiev. Theo Bộ trưởng Le Cogneau, trong những tuần tới, Pháp sẽ giao 6 khẩu pháo Caesar được Kiev mua bằng chi phí của mình và Paris có thể sản xuất thêm 75 khẩu nữa vào năm 2025. Giá của một trong những khẩu pháo này lên tới sấp xỉ 4 triệu euro, tức 4,31 triệu đô. Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 50 quả bom quân đội chính xác cao AASM mỗi tháng cho tới cuối năm nay các loại đạn lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Ukraine đã được điều chỉnh để triển khai từ máy bay chiến đấu tiểu liên xô của Ukraine. Ông Le Corneau cho biết Paris sẽ tăng cường cung cấp đạn pháo lên tới 3.000 quả mỗi tháng kể từ tháng 2. Trước đó Pháp đã cung cấp cho Ukraine 2.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Tình báo quốc phòng Ukraine, Nga hiện đại hóa tên lửa KH-101. Kiev Independent đưa tin, Vadim Skibitsky, người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Nga đã hiện đại hóa tên lửa hành trình KH-101, đồng thời nói thêm rằng những quả tên lửa này hoàn toàn khác với những tên lửa được sử dụng vào năm 2022. Ông Skibitsky cho biết trong một cuộc thảo luận công khai ở Davos, tên lửa này đã có hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống bảo vệ, bẫy nhiệt cùng với nhiều thứ khác. KH-101 là tên lửa hành trình phóng từ trên không chiến lược có thể tiếp cận các mục tiêu cách xa tới 5.000 km và được lực lượng Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Ông Sikibisky nhấn mạnh lực lượng Nga đang học hỏi rất nhanh và nói thêm chúng ta phải phát triển hệ thống phòng không, quan tâm tới ngành công nghiệp quốc phòng để nó mang lại kết quả và đặc biệt là thực hiện các biện pháp phản công để ngăn chặn việc mất lãnh thổ. Kinh nghiệm năm 2023 đã cho chúng ta thấy điều này. Ông Lavrov, Tổng thống Putin chưa bao giờ dọa sử dụng hạt nhân. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng trái ngược với Mỹ và châu Âu, Tổng thống Putin chưa bao giờ nói ra những lời đe dọa sử dụng khí tài hạt nhân trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow ngày 18 tháng 1 nhằm đánh giá kết quả đối ngoại năm 2023 của Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov được hỏi liệu tình hình thế giới hiện nay có căng thẳng như khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 hay không. Nếu như người phụ trách chính sách đối ngoại ở phương Tây có thể lên tiếng độc lập, tôi nghĩ tình hình sẽ khác, nhưng tất cả họ đều nghe theo Mỹ, tiếp đó là Anh. Tôi đã nêu ví dụ về việc London xúi dục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tập kích bất kỳ địa điểm nào ở Nga, Ngoại trưởng Nga cho hay. Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, thế giới đứng bên bờ vực chiến tranh hạt nhân liên quan tới một tàu ngầm Liên Xô. Biên đội 4 tàu ngầm của Hải quân Liên Xô khi đó tìm cách băng qua hàng rào phong tỏa của tàu chiến Mỹ để tiếp cận Cuba, nhưng bị Mỹ phát hiện và thả bom chìm huấn luyện, gây hỏng cột anten vô tuyến trên tàu ngầm Liên Xô. Thủy thủ đoàn không liên lạc được với sở chỉ huy và không biết rằng tàu thơ Mỹ bây giờ John F. Kennedy đã bí mật đồng ý loại bỏ tất cả tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại việc lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev rút toàn bộ tên lửa triển khai ở Cuba. Nhận định chiến tranh đã nổ ra, thuyền trưởng tàu ngầm B-59 của Liên Xô ra lệnh nạp ngư lôi hạt nhân, chuẩn bị khai hỏa vào tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, tham mưu trưởng lữ đoàn tàu ngầm số 69 có mặt trên tàu lúc đó đã ngăn cản, giúp thế giới tránh được một cuộc chiến hủy diệt. Khủng hoảng tên lửa Cuba được tháo ngòi, sau đó trở thành biểu tượng cho mối nguy hiểm của cuộc cạnh tranh siêu cường trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong cuộc họp báo, ông Lavrov cũng dẫn tuyên bố đe dọa Nga từ một cựu quan chức quân đội cấp cao của Mỹ, trong đó có Ben Hopkins cựu tư lệnh các lực lượng mỹ ở châu âu họ nói phải hủy hoại mọi điều kiện sống ở crimea để không hàm đội nga nào đóng tại đó nữa không một ai cả ông nhấn mạnh theo ngoại trưởng nga không ai có ý định kiềm chế những người này tất cả những gì họ nói là tổng thống putin đe dọa sử dụng hạt nhân dù tổng thống chưa bao giờ nói ra những lời như thế trái ngược với châu âu và mỹ ông lavrov nói thêm ngoại trưởng nga đồng thời nhấn mạnh những phát ngôn của một số chính trị gia châu âu mà ông cho là đe dọa nga người đức nhiều lần nói tổng thống putin nên biết nato có khí tài hạt nhân một nữ thủ tướng Anh từng tuyên bố không ngần ngại nhấn nút kích hoạt khí tài hạt nhân. Ông Lavrov nói, đề cập nữ thủ tướng đầu tiên của Anh, Margaret Thatcher, đừng ai dọa chúng tôi, nhiều người hiểu rõ điều đó. Họ nên đọc về cố thủ tướng Anh Winston Churchill thường xuyên hơn. Ông ấy có câu nói về gấu Nga và cách nên đối xử với nó. Trong phát biểu hồi năm 1945, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, ông Churchill mô tả, tôi đã từng ngồi đó, một bên là con gấu Nga với móng vuốt dương lên và bên kia là con bò mộng Mỹ, ở giữa là con lửa Anh tội nghiệp nhưng là kẻ duy nhất biết đường về nhà. Trả lời phóng viên, ông Lavrov cũng bác đề xuất của Mỹ về nối lại đối thoại kiểm soát khí tài hạt nhân. Theo Ngoại trưởng Nga, việc này là bất khả thi trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tháng 6 năm ngoái, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng đàm phán không cần điều kiện với Nga về kiểm soát khí tài hạt nhân trong tương lai, ngay cả khi quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất từ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng Mỹ đề xuất khôi phục các cuộc đàm phán do muốn nối lại việc thanh tra các cơ sở hạt nhân của Nga. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Nga sở hữu 5.889 đầu đạn hạt nhân và Mỹ sở hữu 5.244 đầu đạn hạt nhân. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định Tổng thống Putin là người ra quyết định cuối cùng về sử dụng khí tài hạt nhân, cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật. Điện Kremlin khẳng định theo học thuyết này, Moscow chỉ sử dụng khí tài hạt nhân để tự vệ khi quốc gia bị đe dọa, không phải khai hỏa theo cảm tính. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng nhiều lần đề cập tới khả năng sử dụng khí tài hạt nhân tại Ukraine. Giới quan sát cho rằng, phát biểu của ông Medvedev cho thấy tư tưởng cứng rắn của một số lãnh đạo cấp cao Nga trong bối cảnh Moscow coi chiến sự Ukraine là cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây. Ngày 14 tháng 1, Ukraine thông báo rằng họ đã bắn hạ một trong những chiếc máy bay cảnh báo sớm radar A-50, một tài nguyên hiếm và quý giá của không quân Nga, đồng thời máy bay chỉ huy Yusin I-22 của Moscow cũng bị hư hại trong cuộc tấn công. Câu hỏi quan trọng được đặt ra là làm thế nào Ukraine thực hiện được hành động này? Có vẻ như câu trả lời là họ đã sử dụng tên lửa phòng không Patriot PAC-2 có tầm bắn lên đến 145 km hoặc có thể là hệ thống S-300 hoặc Patriot PAC -2. C-3 có tầm ngắn hơn nhằm gây tổn thất cho lực lượng không quân Nga. Cách chính xác mà Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay A-50 với radar gắn trên nóc vẫn là điều chưa rõ. Nhưng nhà phân tích Tom Cooper đã đưa ra một giả thuyết. Theo âm, các đội radar và tên lửa của Ukraine có thể đã tạo ra một bẫy. Và nếu giả thuyết này đúng, thì Ukraine đã thiết lập bẫy này từ ngày 13 tháng 1. Trong thời điểm đó, không quân Ukraine thực hiện cuộc tấn công với có lẽ là các máy bay ném bom Sukhoi Su-24 nhằm vào các cơ sở không quân của Nga trên bán đảo Crimea. Theo nhận định của ông Cooper, một số radar đã bị hỏng trong cuộc tấn công này. Như vậy, giả thuyết của nhà phân tích Cooper cho rằng Ukraine đã tạo ra một kế hoạch tinh tế hòng đánh bại các lực lượng Nga bằng cách dụ chúng vào một bẫy tối ưu. Các cuộc tấn công vào ngày 13 tháng 1 là sự kiện mới nhất trong chiến dịch kéo dài của Ukraine nhằm vào các tuyến phòng thủ của Nga ở Crimea đã gây giảm tầm phủ sóng radar trên mặt đất của Nga. Điều này dẫn đến việc các khẩu đội tên lửa trên bán đảo bị mù một phần, đặc biệt là ở phía Bắc, nơi địa hình có thể che khuất máy bay về và tên lửa của Ukraine trong cuộc tấn công. Theo Forbes, để mở rộng phạm vi phủ sóng radar trên hầu hết Crimea, các chỉ huy Nga đã ra lệnh cho máy bay radar A-50U, một trong số ít còn lại bay xa về phía bắc qua biển Azov. Radar quay của A-50 có khả năng nhìn thấy các mục tiêu kích thước bằng máy bay ở khoảng cách hơn 320 km. Trong cuộc tấn công này, máy bay chỉ huy trên không Ilusin I-22M e với 4 cánh quạt cùng với 10 thành viên phi hành đoàn đã đi cùng với chiếc A-50. I-22 không chỉ là phương tiện chuyển tiếp vô tuyến, mà còn hỗ trợ phi hành đoàn của A-50. Dữ liệu vệ tinh và radar dường như chỉ ra rằng đường bay cực bắc của A-50 qua Beziansk, nơi Nga kiểm soát và cách tiền tuyến chỉ 120 km. Điều này có nghĩa là nó nằm trong tầm bắn của tổ hợp tên lửa đất đối không Patriot duy nhất trong số 3 tổ hợp được triển khai bởi lực lượng không quân Ukraine dọc theo mặt trận phía Nam. Bố trí này được lập ra với mục tiêu để Ukraine có thể nhắm mục tiêu vào A-50 và chiếc I-22 đi cùng mà không tiết lộ quá nhiều dấu hiệu về cuộc tấn công của họ, đồng thời giữ cho hệ thống Patriot quý giá của họ không phải hy sinh. Nhà phân tích Tom Cooper cho rằng Ukraine có thể đã triển khai một trong những hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của họ hoặc là một trong những hệ thống PAC-2 hoặc PAC-3. Sự kết hợp của S-300 và Patriot đã được chứng minh thông qua sự phát hiện của máy bay ném bom Su-34 của Nga đối với hệ thống S-300 của Ukraine trước khi A-50 và I-22 e bị tấn công. Cooper giả định rằng Patriot có thể đã cung cấp năng lượng cho radar trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để thu thập thông tin về mục tiêu nhưng ngắn ngủi để Nga nhận ra và đánh giá đây là mối đe dọa. Cuối cùng, sau khi hoạt động khai hỏa kết thúc, các đội S-300 và PAC-2, PAC-3 của Ukraine đã ngừng hoạt động nhanh chóng và đóng gói hệ thống để di chuyển, từ đó tránh được bất kỳ đòn đáp trả nào từ phía Nga. Sau khi một chiếc A-50 của Nga bị bắn hạ, có vẻ như lực lượng không quân Nga chỉ còn lại hai chiếc máy bay loại này và sáu chiếc A-50 khác đang cần nâng cấp và bảo dưỡng. Trừ khi Nga mạo hiểm với việc triển khai hai chiếc A-50 cuối cùng, nếu không Moscow sẽ phải chấp nhận thực tế rằng không có khả năng cung cấp phạm vi phủ sóng radar trên toàn bộ Crimea. Nói một cách khác, Nga sẽ phải đối mặt với rủi ro là Ukraine có thể tiếp tục và leo thang cuộc tấn công tên lửa và các lực lượng của họ trên bán đảo Crimea. Trong tình thế này, lợi thế chủ yếu của Nga có lẽ là sự hạn chế của không quân Ukraine trong nguồn cung tên lửa PAC-2. Cho đến khi gói hỗ trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được thông qua bởi Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, theo đề xuất của Tổng thống Biden, thì Kiev có thể phải đối mặt với khó khăn trong việc duy trì và triển khai tên lửa, làm giảm khả năng đặt bẫy trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Washington lưu ý rằng quân đội Nga đang thử nghiệm các chiến thuật tấn công tên lửa khác nhau để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Có thông tin cho rằng quân đội Nga đang sử dụng mồi nhử trên không và UAV cảm từ Shahed để làm suy giảm lực lượng phòng không Ukraine trước khi phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào khu vực này. Viện nghiên cứu và chiến tranh cũng dự đoán rằng, trong một số trường hợp, Nga có thể tìm kiếm nguồn cung lớn hơn về tên lửa đạn đạo từ nước ngoài vì chúng có hiệu suất tốt hơn khi nhắm vào mục tiêu ở Ukraine. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ignat lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng đến chất lượng của tên lửa Nga, tạo ra thách thức về khả năng thực hiện cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Moscow.